Tôi thấy hôm nay thì VN-Index có một phiên tăng điểm nhẹ, tăng 3 điểm để lên mức 1.365 điểm ngày hôm nay ạ. Thanh khoản thì cũng được cải thiện so với hôm qua khi mà thanh khoản của VN-Index hôm nay là đạt gần 20.000 tỷ. Thì cụ thể nếu mà chúng ta nhìn vào diễn biến của thị trường hôm nay, chúng ta có thể thấy cổ phiếu hai cổ phiếu ngân hàng đóng góp có đóng góp tốt nhất vào cái mức tăng điểm của index, đó là cổ phiếu Vietcombank và cổ phiếu VPBank. Ngoài ra thì cũng có cổ phiếu Cbank đóng góp khá là tốt, 0,5 điểm của cái đà tăng ở VN Index. Nhưng ở chiều ngược lại thì chúng ta có thể thấy là cổ phiếu Gas, một cổ phiếu khá là hot trong thời gian gần đây, hôm nay có một mức giảm khiến cho đóng góp vào cái mức mức giảm VN Index trừ 1,28 điểm. Sau đấy là một cổ số cổ phiếu khác như là Hòa Phát hay là Vinhomes. Về thanh khoản thì thanh khoản của thị trường hôm nay tiếp tục được cải thiện, khi chúng ta thấy là trên sàn HOSE ngày hôm nay là giá trị giao dịch đã đạt 18.600 tỷ, lớn hơn so với cả giá trị 17.300 tỷ ngày hôm trước. Tương tự như vậy ở trên sàn HNX thì chúng ta cũng có thấy là có một cái sự HNX thì tương đương với ngày hôm qua khi giá trị giao dịch đạt mức 2.000 tỷ. Về độ rộng thị trường thì như chúng ta có thể thấy hôm nay là một phiên index tăng 3 điểm và gặp cái ngưỡng kháng cự ở quanh vùng 1.365 đến 1.375, nên là số các cổ phiếu tăng giá và giảm giá là khá là sát nhau, khi chúng ta có thể thấy là đây là nhóm cổ phiếu, số cổ phiếu tăng giá ngày hôm nay là chỉ ở quanh mức 45 đến 50%, 50% đến cuối phiên. Về giao dịch khối ngoại thì chúng ta có thể thấy ở đây là hôm nay khối ngoại bán gần 600 tỷ đồng và dòng chủ yếu là tập trung vào việc bán các cổ phiếu như là Hòa Phát, Thành Thành Công, Vinamilk, Pan hay là Thế Di Động. Ở chiều ngược lại thì khối ngoại mua vào cổ phiếu được mua vào nhiều nhất là cổ phiếu Vinamilk, Thế Di Động và Vincom Retail. Thì nếu chúng ta nhìn vào chỉ số VN Index ở đây thì chúng ta có thể thấy là diễn biến của phiên hôm nay cho thấy một cái sự giằng co giữa bên bán và bên mua, khi chúng ta có thể thấy là thân nến rất là nhỏ, trong khi đó bấc nến ở dưới khá là dài để cho thấy là cái lực bán xuất hiện khá là mạnh quanh vùng 1.365 đến 1.368, nhưng sau đó thì lực mua đã đỡ lại lên. Để nhìn cụ thể vào diễn biến của phiên ở đây thì như anh chị có thể thấy là phiên giao dịch ngày hôm nay trong buổi sáng thì khi mà chỉ số tiến đến gần mức 1.367-68 điểm ở quanh đây thì lực bán đã bắt đầu xuất hiện, và sau đấy thì lực bán đã có lúc chiếm ưu thế khiến chỉ số chạm về vùng hỗ trợ 1.360, nhưng sau đấy thì lực mua cũng đã quay trở lại và lúc 10 giờ giúp cho chỉ số quay lại về quanh mức 1.363 điểm. Và hiện tượng này sẽ hiện tượng từ chối giá ở quanh cái vùng 1.365 đến 1.367-68 tiếp tục diễn ra cho đến hết chiều. Nên index tăng nên VN Index hôm nay là kết thúc phiên là tăng 3 điểm so với cả phiên hôm trước. Nếu chúng ta nhìn vào các nhóm cổ phiếu, tình hình của các nhóm cổ phiếu ở trong thị trường thì chúng ta thể thấy là hiện tại là vẫn chưa thực sự là có nhóm ngành nào đứng ra dẫn dắt cả, khi mà nhóm vốn hóa lớn là vẫn chưa thực sự là đứng ra dẫn dắt cái diễn biến của chỉ số index. Chủ yếu là dòng tiền thì vẫn tập trung vào các nhóm vốn hóa nhỏ, vốn hóa vừa. Ví dụ như trong phiên hôm nay thì dòng tiền chảy khá là mạnh vào nhóm bất động sản, cả bất động sản khu công nghiệp lẫn bất động sản nhà ở. Như chúng ta có thể thấy ở đây là cổ phiếu SSC là có mức tăng trần ngày hôm nay và có khối lượng giao dịch khá là tốt khi đạt gần 3 triệu cổ phiếu. Thì như chúng ta có thể thấy ở trên chỉ số VN30 thì VPBank là cổ phiếu đóng góp có mức tăng ấn tượng nhất khi mà tăng 41% hôm nay, khi VPBank ra tin chia cổ phiếu thưởng và trả cổ phiếu thưởng và chia cổ phiếu cổ tức. Tiếp theo một số mã khác cũng có mức tăng tốt như là SSI là đã tăng lên mức 40.7 hay là Bảo Việt tăng lên mức 61.9. Ở chiều ngược lại thì chúng ta có thể thấy là có hai cổ phiếu năng lượng, đó là cổ phiếu Gas là bị bán khá là mạnh khi kết thúc phiên ở mức 111. Thì hôm nay cũng có ra tin là Nga đã đồng ý là sẽ cung cấp mở rộng tăng sản lượng khí cho châu Âu và châu Anh, khiến cho cái phản ứng của thị trường hợp đồng tương lai khí có cái mức giảm khá là tương đối. Nếu chúng ta nhìn vào các cái nhóm trụ ở trên VN30 thì chúng ta thấy là các cổ phiếu ngành ngân hàng hôm nay
chủ yếu là ngoài VPBank và Vietcombank ra có mức tăng khá tốt thì ngoài ra cũng có MB và Công Thương cũng có mức tăng hôm nay. Ở chiều ngược lại thì có một số cổ phiếu như là TPBank là giảm, hay là BIDV, hay là HD Bank và Techcombank. Nhóm trụ thứ hai ở trên chỉ số VN30 đó là nhóm cổ phiếu của Vingroup, thì hôm nay Vinhomes và Vincom Retail đều có mức giảm nhẹ, trong khi Vincom tăng nhẹ lên mức 88.8. Và nhóm trụ thứ ba là nhóm thực phẩm đồ uống, thì chúng ta có thể thấy là Vinamilk hôm nay cũng có mức giảm nhẹ xuống 88.8, Masan giảm 0,4% xuống 141.7, trong khi Sapeco là tăng nhẹ lên mức 158.6. Vừa rồi là phần điểm qua diễn biến thị trường hôm nay, thì em xin phép được chuyển sang cho anh Văn để phân tích cụ thể hơn về diễn biến cũng như là đưa ra nhận định của anh Văn ạ. Chào Khôi, cảm ơn Khôi đã chia sẻ tổng quan về thị trường. Thì cũng như Khôi có thấy là trong ngày hôm nay á, thì cái nhóm cổ phiếu tăng nổi bật nhất, nếu mà tính theo 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 cái phần trăm tăng giá, thì mình có thể thấy là nó đến từ nhóm cảng biển. Thì đây hoàn toàn mình có thể là nó trên phần là thống kê ngành là vô phần công nghiệp, thì mình sẽ thấy là cái vận tải kho bãi này, cái này thì nó không đầy đủ lắm, thì mình sẽ coi qua bên đây. Còn đây thì mình sẽ thấy là ví dụ như mọi người sẽ thấy mọi người đều đang thấy chart đúng không? Thì ví dụ như mọi người thấy là hôm nay CMNF bật tăng khoảng là 3.5%, 3.5% lên từ vùng hỗ trợ bật lên, thì thấy rất rõ là một là CMNF, rồi xong mình theo dõi các phiếu trong ngành, ví dụ SGB là cổ phiếu như là Sài Gòn Tân Cảng, cổ phiếu Cảng Sài Gòn thì hôm nay cũng tăng khoảng 5%, rồi đến một cổ phiếu như là đầu ngành là được rất nổi bật trong thời gian vừa qua là cảng Hải An, sách dỡ Hải An thì cũng tăng hôm nay là gần 6% và thanh khoản rất là tốt. Thì khi mà theo dõi như vậy xong thì mọi người có nhớ lại câu chuyện khoảng hôm thứ ba khi mà mình chia sẻ mọi người á, khi mọi người nghe thông tin về việc là chỉ số BDI giá cước vận tải quốc tế giao nhanh ở tuyến Trung Quốc với lại Mỹ á, sụt giảm nhanh chóng, nó dẫn đến là mọi người nghĩ là cái này nó sẽ có ảnh hưởng gì đó, nhưng mà thực sự khi mình giải thích cho người rõ rồi thì người thấy là nó chỉ là những cái nhịp thông tin nó tác động, mà nó khi mình hiểu bản chất của vấn đề rồi thì đây là những ngành nghề mà nó lại thể sự rất là hấp dẫn về mặt trung hạn và dài hạn luôn. Thì ở đây nó cần sau khi phiên tăng giá hôm nay thì hoàn toàn nó sẽ giúp cho mọi người confirm một điều đó, là cái xu hướng trong trung hạn đang bắt đầu phục trở lại từ vùng hỗ trợ. Thì để mọi người có thể để follow thì trong một báo cáo mới nhất của BSC á, thì nó có cái hình này rất là hay, thì mình sẽ chia sẻ cái hình này cho mọi người là những cái nhóm mà có thể phục hồi sau Covid, thì đây là một cái bảng mà nó tương đối là khá là vui. Thì ở đây vui vì sao? Vì nó liệt kê ra hầu như đủ hết tất cả bức tranh của nền kinh tế, nhưng cái hay của nó là sắp xếp theo thứ tự. Ví dụ phù hợp sau Covid đó, thì tất nhiên là hàng không sẽ được vận hành trở lại, rồi bán lẻ là bắt đầu thông suốt hàng hóa, xuất nhập khẩu để làm gì, để thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam, ngành xây dựng để đầu tư công, và cái loại tài sản mà thiết yếu của người lao động của tầng lớp người Việt Nam là bất động sản, là sẽ hồi phục. Tiếp đó là sản xuất hàng hóa để lưu thông, rồi mới đến cái vòng ngoài. Vòng ngoài ở đó sẽ có những cái nhóm ngành gọi là dịch vụ, thì đây là những ngành trực tiếp và ngành gián tiếp. Thì trong ngày hôm nay thì mọi người thấy là những nhóm ngành liên quan đến bán lẻ đã hồi phục, trong khi mà vừa kinh tế mở cửa là ngày 1 tháng 10 trở lại là bán lẻ đã tăng, rồi xuất nhập khẩu, rồi hàng không, rồi khá nhiều cổ phiếu tăng. Thì hôm nay trong khoảng 2-3 phiên gần đây thì bất động sản công nghiệp tăng nè, hôm nay thì bắt đầu vận tải nè, xây dựng thì đang tăng nè, rồi tiện ích năng lượng thì nó đến từ việc là yếu tố bên ngoài nó tác động. Có một nhóm ngành duy nhất là nhóm hàng đến giờ vẫn sideways, và sau cái buổi chia sẻ tọa đàm đầu tư hôm qua của VND chia sẻ, có một buổi chia sẻ với quý nhà đầu tư, thì nếu anh chị tham gia thì cũng sẽ hiểu vì sao cái bức tranh ngân hàng trong ngắn hạn thời điểm cuối năm nó chưa có sáng, nhưng mà dài hạn thì nó rất hấp dẫn. Thì khi mình nhìn vào bức tranh này nó mô tả cũng khá hay, và từ những bức tranh này thì mọi người bắt đầu tìm kiếm cái biến động của thị trường trong ngày hôm nay để thấy những cái diễn biến nó xảy ra. Ví dụ ở đây là hôm nay bắt đầu nổi bật nhất là gì? Nổi bật nhất là nhóm ngành liên quan cảng biển. Thứ hai thì mình sẽ kiểm tra bằng cách là cho mọi người một cái thông số đi. Thông số đây thì mình sẽ quét cho mọi người xem về nhóm ngành. Để ở đây từ khi mà quét về thông số nhóm ngành mọi người thấy. Thì khi mà check ở đây xong mọi người thấy hôm nay á,
hôm nay là chỉ số small cap, chỉ số vốn hóa nhỏ đang vượt đỉnh, chỉ số vốn hóa nhỏ tăng vượt đỉnh đỉnh cũ nè, đỉnh cũ thiết lập khoảng ngày 22 tháng 9, hôm nay thì bắt đầu tăng vượt đỉnh chỉ số của nhóm ngành small cap. Thì vậy trong small cap có những cổ phiếu hấp dẫn gì thì mình sẽ làm tuần tự, mình làm theo từng nhóm ngành để cho mọi người thấy có những cổ phiếu hấp dẫn hôm nay nó nổi bật như thế nào trong phiên thôi. Thì mình khi mình chia sẻ như vậy dần dần đó, mọi người sẽ thấy là bức tranh từng cổ phiếu trong từng nhóm ngành có gì nó hấp dẫn để mình follow theo. Trong small cap thì nó có là ví dụ như giao dịch thanh khoản cao như là VIP, là cũng vận tải xăng dầu VIPCO, thì đây là đang một cổ phiếu có xuống lên, đang cổ phiếu có xuống lên trong dài hạn, và trong ngắn hạn thì đang là vùng điều chỉnh bật lên thì mọi người hoàn toàn có thể follow được. Rồi đến cổ phiếu thứ hai, ví dụ như là cổ phiếu trong đây nó có CMX liên quan hải sản, thủy sản xuất nhập khẩu, thì ở đây đang là bắt đầu hồi phục lên. Thì nếu mà xét trong nhóm thủy sản thì mọi người sẽ thấy là có thêm như là FMC. FMC vẫn duy trì xuống tăng và hôm nay tăng tới 4% và đang đã tăng lên, và mọi người thấy là dòng tiền bắt đầu quay trở lại và thanh khoản đang là tăng lên và trạng thái cổ phiếu đang ở vùng rất là mạnh, đang xuống tăng rất là tốt trong dài hạn. Rồi đến như VHC thì cũng đang duy trì đà tăng trong một khoảng thời gian vừa qua, chỗ này là khung tháng nè, các bạn chuyển sang khung ngày thì các bạn thấy đang đà tăng rất tốt đó. Bắt đầu mình lân la mình dò, tức là cái cách này để mọi người xong mình dò ra những cái nhóm ngành nó chuyển động đang trên thị trường như thế nào để mình kiếm được những cái cơ hội giao dịch theo nhóm ngành. Rồi ví dụ nhóm ngành thứ hai, cái nhóm cổ phiếu chuyển động thứ hai là nhóm ngành liên quan đến industry, là công nghiệp. Công nghiệp thì nãy mình vừa liệt kê đó, nó sẽ liên quan đến các nhóm ngành mà vận tải rồi cảng giao nhận, thì ở đó là CMDF nè, ở CMDF, ở đó là HKH, ở đó là SGP, là bật từ hỗ trợ bật lên, rồi Sowaco, đó là những cái doanh nghiệp tiêu biểu ở đó. Rồi đến cái nhóm ngành thứ hai là midcap, tức là các bạn sau khi liệt kê đó các bạn thấy là ổ vậy vẫn không có large cap, vẫn không có vốn hóa lớn, đúng hiện tại đang chưa có vốn hóa lớn, và mình sẽ tiếp tục mình đi coi nhóm midcap thì có gì nổi bật. Nhóm midcap trong ngày hôm nay có cổ phiếu nổi bật, nhóm midcap nổi bật là đất xanh. Hôm nay chắc là có một số anh chị hỏi về chiều bán đất xanh và chiều giữ Nam Long, ok sẵn tiện thì mình sẽ trả lời câu hỏi này luôn. Thì đối với trường hợp Nam Long hay trường hợp đất xanh thì mọi người thấy là cổ phiếu đang bật lên và ngay cản ngay vùng kháng cự của cổ phiếu đã xuất hiện khoảng giữa tháng 8. Thì ở trạng thái này thì nó có là cũng là vùng mà trước đó của đất xanh luôn, nên đối với giá cổ phiếu hiện tại thì mình chưa biết là nó có vượt hay không, nên các bạn cứ quan sát kỹ cái vùng ở đây, cái vùng quanh 21. Nếu như giá xanh mà vượt lên hẳn luôn thì ok, các bạn có thể nắm giữ. Còn nếu như giá mà chuyển chạm vào vùng này bắt đầu quay lại thì các bạn hoàn toàn có thể chờ bán trong ngắn hạn. Đó là cổ phiếu đất xanh. Rồi cổ phiếu thứ hai là trong nhóm bất động sản, thì mình coi trong nhóm midcap ở đây có bất động sản hay không. Thì hôm nay theo mình theo dõi thì nhóm bất động sản trong nhóm midcap tăng khá tốt. Ví dụ như Nam Long, em phải nhà Từ Liêm cũng bật lên và theo xu hướng nha. Nhà Từ Liêm đang có một xuống tăng trở lại rất là hấp dẫn. Tăng rất là hấp dẫn. Đây là xuống dài hạn của nhà Từ Liêm kéo dài đã tăng từ 2018 cho đến bây giờ. Và trong trung hạn thì cũng đang duy trì đã tăng rất là tốt. Ngắn hạn thì bắt đầu là bật lên từ vùng hỗ trợ trung hạn, bắt đầu hình thành đã tăng trở lại. Đó là cổ phiếu thứ hai là nhà Từ Liêm. Cổ phiếu thứ ba là SSC. Ví dụ SSC cũng trong nhóm bất động sản và trong nhóm bất động sản đối với bất động sản công nghiệp, thì hôm nay là bắt đầu tăng vượt đỉnh. Đây là một trạng thái tăng vượt đỉnh nha mọi người. Tăng vượt đỉnh này. Rồi đến tuần này, tháng này, ngày này. Thì trong cái cổ phiếu SSC thì mình có chia sẻ với mọi người khá nhiều lần là trong nhóm bất động sản công nghiệp á, thì một là SSC, tại vì nó có cái việc là đầu tư cơ sở tầng vào khu vực phía Đông Nam Bộ sắp tới sẽ rất là nhiều, và đặc biệt là cái đường cao tốc từ Bà Rịa Vũng Tàu và Biên Hòa thì SSC sẽ hưởng lợi trực tiếp. Rồi từ đó thì ví dụ như liên quan đến bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu thì mình cũng có HTC, rồi DIG khu vực Đồng Nai và Bà Rịa Vũng Tàu, đó là ba cổ phiếu. Rồi đối với nhóm bất động sản công nghiệp thì nó liên quan đến thêm là ngoài SSC ra thì mình sẽ có thêm một cổ phiếu, thêm hai cổ phiếu nữa, đó là KBC. KBC thì liên quan đến câu chuyện là KBC thì
đang trong giai đoạn được hưởng lợi mạnh mẽ từ việc thu hút đầu tư vốn FDI đầu tư vào khu vực phía Bắc ở khu công nghiệp Bắc Ninh, rồi các hoạt động kinh tế ở Hải Phòng vẫn đang tăng trưởng và phục hồi mạnh mẽ là khu đô thị Tràng Cát. Thì đây là những cái dự án mang lại lợi nhuận rất lớn cho KBC trong vòng năm nay, năm sau và năm sau nữa. Tức là y như là cái thời của KBC bắt đầu đến sau một giai đoạn là rất nhiều năm từ 2012, 2011, 2012 cho đến 2021 thì mới bắt đầu bùng nổ. Đó là cổ phiếu KBC. Cổ phiếu cuối cùng trong nhóm bất động sản công nghiệp là IDC thì đã duy trì một đà tăng kéo dài từ tháng 8 cho đến bây giờ rồi. Từ tháng 8 cho đến bây giờ và đà tăng nó vẫn tiếp tục. Điều này nó dẫn đến cho mọi người thấy là nhóm trong nhóm vốn hóa nhỏ, vốn hóa trung bình thì nó hôm nay có khá nhiều cổ phiếu tăng khá hấp dẫn, là nhóm bất động sản, bất động sản công nghiệp nè, rồi đơn lẻ thì có một số cổ phiếu như là đây, ở đây có một số con đơn lẻ như là BCG liên quan năng lượng, liên quan đến xây dựng điện năng lượng. Thì trong nhóm này thì nó lại có những cổ phiếu mà hôm nay bị điều chỉnh như là BC1 điều chỉnh, hoặc Đạt Phương thì đã tăng rất mạnh trong thời gian qua, rồi một số cổ phiếu liên quan xây dựng công nghiệp, xây dựng mà đầu tư công như Licosi đang tăng, rồi C4G. Thì khi mà liệt kê ra như vậy xong thì mọi người thấy là mọi cái nó đều có liên quan đến cái bức tranh này khá khá. Thì bắt đầu mọi người phải, khi mà giao dịch đó, mọi người phải biết là các nhóm ngành nó đang chuyển động như thế nào và nó có liên kết lại với nhau hay không, để khi mà mọi người theo dõi cái luồng chuyển động này nè, để mọi người biết. Ví dụ hôm nay mọi người thấy là chỉ số, nó là đại diện của chỉ số ngân hàng và chứng khoán lên, chỉ số ngân hàng lên, nhưng mà thực ra ngân hàng nó chỉ lên mạnh nhất ở lên từ VBank thôi, từ VB thôi, tại vì đơn giản VB sao, VB hôm nay chưa cổ tức 80% bằng cổ phiếu thưởng, nên dẫn đến là cái vốn hóa của VB sẽ trở thành doanh nghiệp cổ phiếu ngân hàng có vốn hóa lớn nhất thị trường, có vốn điều lệ chứ vốn điều lệ lớn nhất thị trường. Và thường thì sau chia thì cổ phiếu ngân hàng thường hay là tăng giá, thì đây sẽ là một nhịp hồi phục ngắn hạn của VB. Chứ còn những cổ phiếu ngân hàng khác như CTG này, CTG này, VCB này, hoặc là MBB thì đều đang ở vùng thấp hết, đều đang vùng thấp hoặc xoay quay hết, và nó không có tín hiệu giao dịch nhiều. Đáng kể là ví dụ hôm nay nhóm chứng khoán thì có một số cái nhịp hồi phục, vẫn là nhịp hồi phục nhưng mà ở vùng kiểu là hồi lại, nhịp hồi là chính. SI đang hồi lại cùng MA50, HCM thậm chí còn yếu hơn nữa, hồi lại MA50 xong rồi giảm luôn. Rồi VND thì sao, VND cũng là đang nhịp hồi lại. Có một số cổ phiếu đây là thuộc nhóm lớn, ví dụ VCI nữa thuộc nhóm lớn thì nó mức độ hồi nó không ấn tượng, nhưng mà đối với nhóm cổ phiếu nhỏ thuộc nhóm chứng khoán như là FTS thì mọi người thấy bật rất mạnh, FTS bật rất mạnh. Rồi cổ phiếu thứ hai là VDS chứng khoán Đồng Việt cũng bật rất khá. Thì khi như vậy xong các bạn thấy là, hoặc là ORS chứng khoán Tiên Phong Bank vừa ra thông tin là trở thành công ty chứng khoán có khối lượng giao dịch trái phiếu xếp thứ hai toàn thị trường sau mỗi TCBS. Thì khi các bạn ngó như vậy xong, các bạn thấy một vấn đề là bản chất cổ phiếu này đang mạnh nhất trong nhóm chứng khoán và đang hình thành đà tăng đối với cổ phiếu như là ORS. Thì hoàn toàn có thể bắt đầu follow cái trend này được, tại vì nếu mà xét về trend dài hạn đó thì ORS vẫn đang tăng, trung hạn thì kết thúc quá trình điều chỉnh và đang tăng lên, ngắn hạn cũng như vậy, và đây là một cơ hội. Và ưu tiên gì nếu mà sau khi mình mô tả hết về nhóm vốn hóa lớn nè, đây là nhóm vốn hóa nhỏ nè, rồi vốn hóa trung bình nè, vốn hóa trung bình nè, xong rồi đến gì, đây vốn hóa VN30 rồi. Hôm nay VN30, đại viên 30 đấy. Thì các bạn thấy là xét ra nếu các bạn đi đầu cơ hoặc đi gọi là tận dụng cơ hội trên thị trường, thì tính ra hiện tại nhóm vốn hóa lớn không có cơ hội, nhóm vốn hóa lớn hoàn toàn không có cơ hội, dòng tiền thấp và trạng thái giá đi ngang, dòng tiền thấp và trạng thái giá đi ngang, nên dẫn đến là các bạn nếu mà nắm giữ cổ phiếu vốn hóa lớn thì giai đoạn này không hiệu quả, nên dẫn đến dòng tiền sẽ tập trung vào những nhóm ngành
có hưởng lợi từ việc phục hồi sau COVID và quy mô vốn hóa nó nhỏ để cái lực đẩy nó dễ hơn và để tối hóa dòng tiền hơn. Đó, bắt đầu mọi người thấy là nó sẽ ưu tiên những dòng tiền vốn hóa nhỏ và trung bình, và nó có xu hướng có hưởng lợi từ câu chuyện đang diễn ra của bối cảnh là ví dụ như phục hồi từ xuất nhập khẩu nè, rồi từ việc là thiếu các nguồn năng lượng rồi vật tư từ thị trường Trung Quốc nè, rồi chính bản thân nền kinh tế Việt Nam là bắt đầu cần đầu tư công nè, rồi các khu công nghiệp hoạt động trở lại, các nhóm ngành bất động sản bán lẻ đồ hỗ trợ nền kinh tế, tức là nó có liên quan giữa bức tranh là nền kinh tế lớn rồi nền kinh tế nội tại Việt Nam và quy mô vốn của các doanh nghiệp để giao dịch. Tại hiện tại dòng tiền đang rất yếu, và có một đặc điểm nữa mọi người phải chú ý, đặc điểm nữa mọi người phải hết sức chú ý là trên thị trường bây giờ nước ngoài vẫn liên tục bán ròng, ngoại trừ phiên ngày 5 tháng 10 là có Tiên Phong Bank được mua ròng rất lớn, nên dẫn đến là hôm đó mới là giá trị mua ròng 550 tỷ. Nhưng mà nếu mà trừ của Tiên Phong Bank ra, hôm đó phải là bán ròng hơn 500 tỷ nữa. Và dẫn đến là một người duy trì liên tục từ trong cái bảng này là thống kê 10 phiên, nếu bạn thấy là duy trì liên tục là bán ròng, ngoại trừ ngày 28 tháng 10 là cái hôm mà thị trường index sập á, thì nhà đầu tư nước ngoài vô mua. Còn lại khi mà trong giai đoạn hồi lên của nền kinh tế, những cổ phiếu vốn hóa lớn toàn bị bán không. Đó thì cái bức tranh chia sẻ chung là như thế, để mọi người dần dần á, mọi người hiểu được cái chuyển động đang diễn ra, và nếu có cơ hội nó xuất hiện thì nó chỉ xuất hiện ở nhóm vốn hóa nhỏ là chính, vốn hóa nhỏ và trung bình, và nó có cơ hội liên quan đến các yếu tố hưởng lợi trong ngắn hạn của nền kinh tế. Rồi ở đây thì mình sẽ đi trực tiếp vào VN-Index để đánh giá cho mọi người luôn, là nhìn vào đây thì mọi người thấy là VN-Index đang tăng lên vùng là 1.366 điểm, và dòng tiền thì ở mức trung bình. Hôm nay thì có vượt trội hơn so với 2 ngày trước một chút xíu, nhưng mà nếu mà tổng thể thì nó đang dịch quanh ở mức là MA trung bình 10 ngày là 632 triệu, thì index đang giao dịch là 658 triệu, còn MA trung bình 20 ngày thì là quanh là 653 triệu, thì cũng xem đó. Và các tín hiệu của nó thì hiện tại là nó vẫn đang là trong một kênh sideways là chính, trong một kênh sideways, và nếu mình phóng to lên thì mọi người thấy nè, nến thì hẹp đó. Và trong trạng thái hiện tại, nếu mọi người để ý, mọi người chờ đợi một cái phiên gì, một phiên bứt phá mạnh để mà nó vượt đỉnh, thanh khoản giá tăng cao rồi vốn tăng mạnh, thì mình nghĩ là trong giai đoạn nó sẽ khó xuất hiện xảy ra trạng thái đó. Đó thì mọi người cần lưu ý trạng thái để khi mình follow các cổ phiếu và mình đang chờ đợi tín hiệu thị trường thì mình đừng quá cứng nhắc để mình tham gia. Anh chia sẻ xong rồi cô. Dạ vâng ạ, em xin cảm ơn anh Vân vì chia sẻ về nhận định của VN Index trong thời điểm hiện tại, cũng như là việc dòng tiền hiện tại là vẫn chưa chảy vào nhóm vốn hóa lớn và đang ở nhóm vốn hóa nhỏ, vốn hóa vừa, cũng như là một cái bức tranh rất là cụ thể về những nhóm ngành sẽ được hưởng lợi sau khi cái trạng thái bình thường mới này của Việt Nam sẽ bắt đầu trong cái thời gian tới đây ạ. Thì trước khi bước sang cái phần tiếp theo là phần hỏi đáp với chuyên gia, thì em để ý cái ngành bất động sản, dọc tiền hôm nay chảy vào ngành bất động sản khá là lớn và các nhà đầu tư khá quan tâm đến đến cổ phiếu bất động sản. Thì em có thấy ở đây có một câu hỏi là có những câu hỏi bất động sản có liên quan đến chiều bán đất xanh, chiều giữ Nam Long và mã bất động sản CSC ạ. Thì anh Văn có thể đưa ra đánh giá của mình về những cổ phiếu bất động sản này không ạ? Cảm ơn Nguyên. Thì anh sẽ chia sẻ sơ sơ về nhóm bất động sản. Thì nếu như các bạn để ý nhóm bất động sản thì đây là một cái chia sẻ của anh. Thì trong đây thì nó có một cái là cái bảng này là bảng những cổ phiếu đang có xu hướng hình thành của nhóm bất động sản. Thì khi mà các bạn tập trung vào xu hướng thì các bạn mới kiếm được lợi nhuận nó dễ dàng, đúng không? Thì ở đây thì các bạn sẽ thấy nè, tăng mạnh nhất, rõ ràng nhất, ok, chắc chắn là HTC rồi. HTC cũng liên quan đến cái dự án ở Bà Rịa Vũng Tàu sẽ được triển khai trong giai đoạn sắp tới. Cơ sở hạ tầng đồ này đó, thì đó là HTC là hưởng lợi nhất. Rồi đến là ví dụ như trong đây thì có Dreamhouse, trong đây thì có Dreamhouse. Dreamhouse thì nó đến từ việc là
doanh nghiệp này quy mô vốn hóa thị trường đâu có đâu đó là khoảng 61 triệu cổ phiếu, và giá 18 thì tính ra là có khoảng là quanh 1.000 tỷ. Nhưng mà sở hữu cả KSP đang vượt đỉnh, quay lại vùng đỉnh cũ rồi. Nên dẫn đến là nếu mà tính ra cái lượng mà sở hữu của Dream House so với, mà sở hữu doanh nghiệp KSP ấy, theo như nguồn mình biết thì sở hữu được khoảng trên 51% rồi từ các nguồn khác, thì dẫn đến cái lợi thế của Dream House quá lớn, lợi thế của Dream House quá lớn. Và ngoài ra thì KSP lại đang là sở hữu VLP đấy, thì dẫn đến là các bạn sẽ thấy là nó có một cái dây nó liên quan với nhau. Và chắc chắn là với việc định giá của Dream House đang là quá rẻ hiện tại, thì cái dòng tiền thông minh nó tự đến và nó tự là hình thành kích hoạt đà tăng giá của Dream House trong giai đoạn vừa qua. Rồi trở lại với một số cổ phiếu khác như CKG. CKG thì đơn giản là xu hướng tăng hình thành từ lúc mà lên sàn cho đến bây giờ. Từ lên sàn cho đến bây giờ, từ tháng 4 năm ngoái cho đến bây giờ. Tháng 4 năm ngoái lên sàn của CKG là giá 5, cho đến bây giờ là giá 26. Và các bạn quay lại khung ngắn hạn thì các bạn thấy là cổ phiếu điều chỉnh xong rồi lại tăng tiếp. Vậy các bạn đơn giản chỉ cần follow theo xu hướng. Đơn giản các bạn chỉ cần là follow theo xu hướng và các bạn sẽ có cơ hội với cổ phiếu CKG này. Còn tất nhiên về mặt cơ bản thì doanh nghiệp này là một doanh nghiệp có quỹ đất rất lớn ở Rạch Giá, Kiên Giang, và cái dự án ở khu vực Nam Bộ đó, khu vực Kiên Giang thì được đánh giá rất cao. Rồi một số doanh nghiệp khác nhưng mà mọi người hỏi ví dụ như là CSC nè. CSC thì theo như thông tin mình biết thì nó có một cái dự án ở đây, là cái đơn vị mà có xây dựng dự án ở ngoài Hà Nội là khu đô thị gì rất là nhiều cây mà mình quên mất tên này. Khôi Nguyên có nhớ cái khu đô thị gì không nhỉ? Khu đô thị mà đi qua cầu Long Biên đó. Em không chắc đâu ạ. Qua Long Biên. Thì nó đang xây dựng một cái dự án, đúng rồi, Eco Park, đúng rồi. Có chủ tịch của CSC, chủ tịch của CSC cũng là chủ tịch của tập đoàn Eco Park. Thì CSC đang khởi công xây dựng một dự án ở khu vực Thừa Thiên Huế, Eco Garden, chính xác là Eco Garden, đúng rồi. Thì dự án đó nó sẽ mang lại lợi nhuận rất lớn cho CSC trong giai đoạn cuối năm và năm 2022, dẫn đến là cái đà tăng giá của CSC nó đang hình thành, và nó hình thành từ 2019 nè, 2020 nè, và đang là tăng giá rất là mạnh mẽ nhờ nhờ về việc sắp hạch toán dự án, nó sắp mở bán dự án Eco Garden ở Huế. Thì mọi người có thể tham khảo cái dự án Eco Garden ở Huế đó, thì dẫn đến là cái đà tăng này, đây là cũng là một cổ phiếu mà mình đầu tư nha. Mình rất thích cổ phiếu đầu tư từ đầu năm 2021 đến giờ, và trong giai đoạn hiện tại thì giá đã tăng 4 lần từ giai đoạn mà nó có cái nền tích lũy vùng vùng ở đây là vùng 20 đến bây giờ, nên là mình cũng thấy là nó bị over khá nhiều rồi. Nên trong ngắn hạn thì mọi người giao dịch thì phải hết sức thận trọng, hết sức thận trọng. Thì tất nhiên là đi cái đà tăng giá này đến nó đi kèm bởi việc là kỳ vọng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ rất tốt trong sắp tới, và đúng, cái dự án Eco Garden này rất hấp dẫn. Thì mình cảm ơn anh Văn Nguyễn đã chia sẻ cái thông tin đó. Rồi còn đối với một số cổ phiếu như Lycosi đơn giản là liên quan đến nhóm ngành xây dựng, và cái câu chuyện là đầu tư công sẽ diễn ra trong việc ở giai đoạn từ giờ đến cuối năm, thì cái kỳ vọng của mọi người đang được đến là kích thích, kích cầu nền kinh tế đến từ việc đầu tư công. Thì ở đây nó sẽ có là không chỉ Lycosi, mà Lycosi thì mình có chia sẻ với mọi người trong những buổi livestream trước, thì mọi người đều có hỏi, thì mình cũng nói là ví dụ ở 2 ngày trước thì mình nói là vùng này là vùng điều chỉnh, và hoàn toàn có mọi người thể chờ giá bắt đầu bật lên từ vùng điều chỉnh để mọi người follow theo trend. Đơn giản thì mọi người chỉ cần follow theo trend thôi, mình đã có lợi nhuận rồi. Và đúng là từ vùng giá 19 cho đến bây giờ follow theo trend thì giá đang gần 20. Và có một thông tin nữa là Lycosi đang là phát hành, chuẩn bị ra vừa ra thông tin là chuẩn bị phát hành tăng vốn 50 triệu cổ phiếu giá 10. Thì doanh nghiệp đang là tận dụng cái sự hồi phục mạnh mẽ của thị trường,
rồi cộng với lại đà tăng của giá cổ phiếu để mà huy động vốn thành công để làm cái dự án đầu tư công cho trong tương lai của doanh nghiệp, thì cái đó thì mình không đánh giá cái việc là phan vốn là tốt hay là xấu, nhưng mà cái này thì nếu mà phan thành công thì nó giúp cho doanh nghiệp có thêm một nguồn vốn để tài trợ và đầu tư cho dự án. Đó là cổ phiếu thứ hai là Lycosi. Còn nếu mà nhóm cổ phiếu Nam Long, ví dụ Nam Long thì mình sẽ check luôn. Nam Long đang trong giai đoạn điều chỉnh và cân sideways, và thực sự là đối với trạng thái này thì không có gì hấp dẫn trong ngắn hạn hết, không có gì hấp dẫn trong ngắn hạn. Nếu bạn nắm giữ thì ok cũng được, và bạn chờ, nên chờ vùng vùng khoảng là 45, nếu mà giá có tăng lên 45 thì đó là vùng kháng cự để các bạn chờ bán hết ạ. Dạ vâng, em xin cảm ơn anh Văn ạ. Ngoài ra thì cùng với chủ đề xây dựng như anh có nói về Lycosi thì có nhà đầu tư cũng muốn hỏi về điểm vào của L18 ạ. L18 hả? Mình chỉ biết con LIG là L13 nè. Xu hướng của Lycosi 13 là đang xuống lên trong dài hạn nè. Lên trong dài hạn nè. Còn L18 thì mình sẽ check đó. Lần đầu tiên mình follow luôn. Ôi, đà tăng mạnh thế. Đà tăng rất mạnh mẽ. Nhưng mà thanh khoản rất thấp. Mọi người lưu ý là thanh khoản thấp. Nên dẫn đến là cái này không phù hợp cho số đông. Cái này không phù hợp cho số đông. Và đối với việc là mình tư vấn thì nó cũng không phù hợp cho mọi người luôn, tại vì trạng thái cổ phiếu này á, thanh khoản thấp quá nên là số đông vào không được. Còn đối với mặt nhận xét á, thì này đang là một xu hướng tăng rất tốt, một xu hướng tăng rất tốt, và chu kỳ giá thì đang là vào chu kỳ tăng giá luôn, rất rất ổn và rất hấp dẫn để mình follow và đầu cơ trong ngắn hạn. Nhưng mà mọi người lưu ý cái điều kiện đó là thanh khoản nó thấp, nó không phù hợp cho tất cả mọi người. Ok Khôi. Dạ vâng. Tiếp theo là em có thấy ở đây các nhà đầu tư có một số câu hỏi về cổ phiếu ngân hàng, thì đây là TPBank và MB ạ. Hai cổ phiếu ngân hàng đã có một số thông tin khá là tích cực trong thời gian gần đây, như là MB sáng nay là anh CEO Lưu Trung Thái là đã lên báo trả lời về về chiến lược phát triển của MB, hay là TPBank là có câu chuyện là phát hành thêm. Thì anh Văn có thể chia sẻ về về điểm vào cũng như là xu hướng của các cổ phiếu này không ạ? Đối với cổ phiếu Tiên Phong Bank thì thực ra là đến bây giờ anh em trả lời câu hỏi về Tiên Phong Bank nhiều rồi đúng không? Là Tiên Phong Bank thì thực ra là vừa phát hành thành công xong 100 triệu cổ phiếu, và sau đó họ room ra, và nhà đầu tư khối ngoại thì bắt đầu là mua vào cái room vừa họ ra đó, và dẫn đến nó mới có giao dịch thỏa thuận là ở đây. Giờ thỏa thuận làm cho ngày 5 tháng 10 giá thị trường mới có nhà đầu tư nước ngoài có lại mua ròng, giá thỏa thuận là 436. Thì theo như các bạn mà có kinh nghiệm giao dịch đó, thì các bạn sẽ hiểu là cái deal đó đã xong, cái deal tăng vốn này, ở room này, để mà giao dịch bán cho khối ngoại nó xong, vậy động lực tiếp theo để tăng giá là gì? Động lực tiếp theo để tăng giá của Tiên Phong tất nhiên nó phải quay lại câu chuyện là nền tảng cơ bản của nó có tốt, nền tảng cơ bản của nó tốt hay không. Thì hiện tại chưa có số liệu chính xác về việc là Tiên Phong Bank sẽ tăng trưởng như thế nào, nhưng mà có một số thông tin là ví dụ trong hôm qua khi mà làm cái tọa đàm đầu tư có nói về Tiên Phong Bank á, thì mình biết là Tiên Phong Bank đang tích cực chuyển đổi số và có một số chiến lược cạnh tranh nhất định, nhưng mà về tổng quan của nhóm ngành ngân hàng á, từ giờ đến cuối năm á, thì nó sẽ có rất nhiều yếu tố liên quan đến việc là nợ xấu. Tuy là thông tư 03 cho phép giãn nợ cho đến tháng 6 năm 2022, nhưng mà thực chất các bạn sẽ hiểu rồi đó. Nợ xấu thì vẫn xuất hiện nhưng mà cho giãn ra thôi, nên ok bây giờ có thể hạch toán gì hạch toán, nhưng mà bản chất vẫn treo cái cục nợ xấu đó. Và cái điều thứ hai là cái triển vọng của việc ngân hàng là đến từ cho vay, thì mình sẽ nói mọi người luôn như vậy, sau một giai đoạn Covid kéo dài khoảng 3 đến 4 tháng thì các khoản tiết kiệm và tài khoản dự phòng của người dân Việt Nam nó đều bị suy kiệt rất là nhiều, và các doanh nghiệp thì cũng bị tình trạng rất là khó khăn, nên cái khả năng mà để mà bơm tín dụng mà cho vay được đúng đối tượng khó, tại vì người nghèo rồi người đang khó khăn thì bản chất là họ không có tài sản đảm bảo, nên họ rất khó họ tiếp cận nguồn vốn. Còn khi mà kích cầu cho vay, đa số chỉ người giàu, người có tài sản đảm bảo họ mới vay được thôi, họ tiếp cận nguồn vốn giá rẻ rất dễ. Nên là thường có một câu rất là hay là sau các cuộc khủng hoảng xảy ra,
đi qua cuộc khủng hoảng xảy ra thì người giàu càng giàu hơn, người nghèo càng nghèo đi, nó là như thế. Thì ở đây đối với việc các doanh nghiệp đối với các ngân hàng thì phải xem xét là cái tỷ trọng đối tượng cho vay của nó đang là ai chiếm đa số. Nếu mà xuất phát từ nhóm mà doanh nghiệp mạnh á, họ cho vay một tập trung một số đối tượng doanh nghiệp mạnh á, ok họ sẽ vẫn đảm bảo được đầu ra tín dụng của doanh nghiệp. Chứ còn nếu mà ở vay tiêu dùng cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhà đầu tư hoặc là cá nhân hộ gia đình là chính á, thì dẫn đến là cái chất lượng tín dụng nó sẽ bị ảnh hưởng. Còn nếu như vay mà cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đó thì mình lưu ý cái phần đó là nhìn bức tranh chung thì sẽ bị ảnh hưởng. Ở đây sẽ không còn đến cái việc là quy mô vốn hoặc là hệ số CASA gì nữa. Tại bây giờ ngân hàng nhà nước bơm tiền nó rất nhiều. Cái khả năng cho vay nó là khả năng quan trọng. Thì đối với nhóm ngân hàng là Tiên Phong Bank hay MBB hoặc là Techcombank, đều mình nghĩ là đều trong giai đoạn là chưa có cơ hội trong ngắn hạn. Vì của mọi người là chờ, hãy chờ thật sự rõ là dòng tiền nó có vào hay không. Thì các bạn thấy là nếu như để ý kỹ thì ví dụ thậm chí cổ phiếu Techcombank là bây giờ giao dịch đâu đó khoảng là 5 triệu, 5 triệu rưỡi cho đến 6 triệu đi cổ phiếu. Trong lúc đỉnh điểm của cổ phiếu Techcombank trong giai đoạn tháng 7 là giao dịch 10 triệu. Rồi có những lúc mà nổi bật giao dịch tới 20 triệu cổ phiếu. Là thậm chí là đỉnh cái lúc mà giảm mạnh nhất là giao dịch tới 58 triệu cổ phiếu. Thì mọi người thấy cái mức độ suy giảm của dòng tiền nó vào cổ phiếu ngân hàng đang rất là mạnh mẽ. Nên giai đoạn là dòng tiền thông minh không xuất hiện ở đây thì mình cũng không nên đi vào đây để mình tìm kiếm cơ hội. Money never sleep. Mình chỉ đi theo những cái dòng tiền thông minh nó đang chạy ở đâu thôi, để mình tối đa hóa cái lợi ích của mình, tối đa hóa cái cơ hội của mình trong ngắn hạn. Câu hỏi tiếp theo mà mọi người có hỏi mình là Hòa Phát và KBC chịu giữ. Hòa Phát thì đây là một doanh nghiệp mà theo ước tính lợi nhuận nó vẫn duy trì tầm quanh quanh quý 2 năm 2021, thì dẫn đến nó sẽ gấp nhiều lần so với quý 3 cùng kỳ. Nó sẽ gấp nhiều lần quý 3 cùng kỳ. Nên dẫn đến là cái đà này nó vừa ủng hộ bởi gì? Bởi xu hướng giá tăng, vừa đến từ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nên nên là cái đối với cổ phiếu này các bạn chỉ cần mua và nắm giữ. Đã mua thì cứ nắm giữ, còn chưa mua thì hãy tích sản nó, mua đều nó để nắm giữ. Đây là một trong số ít những loại tài sản vẫn còn có giá trị, rất có giá trị trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đối với câu hỏi của KBC thì mình đã chia sẻ nhiều lần rồi. KBC thì đang trong giai đoạn là có những lợi thế, và bắt đầu lợi thế đó tạo ra giá trị lợi nhuận cho doanh nghiệp, và từ đó thì thu hút thêm dòng vốn đầu tư vào KBC nhiều hơn nữa, và cũng từ cái vòng vòng quay đó thì dẫn đến là KBC có cơ hội tạo ra nhiều lợi nhuận hơn, và có thể khẳng định là chu kỳ tăng trưởng của KBC đang quay trở lại và tăng trưởng rất mạnh mẽ. Nó các bạn sẽ chờ kết quả nhân quý 3 để các bạn thấy là cái kết quả đó nó sẽ rất mạnh mẽ, và dẫn đến là đối với KBC thì cả KBC thì chiều nắm giữ là chiều hoàn toàn tuyệt vời trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Thì đối với trường hợp mà bạn Thành mà hỏi về Hòa Phát với KBC thì hoàn toàn tuyệt vời, nó mới danh của bạn anh nghĩ hai cổ phiếu này. Vâng ạ, em xin cảm ơn về phần chia sẻ của anh Vân về hai cổ phiếu Hòa Phát và KBC cũng như là về xu hướng ngành ngân hàng trong ngắn hạn ạ. Tiếp theo là có câu hỏi của quý nhà đầu tư về hai cổ phiếu, hai ngành khác nhau, đó là xu hướng của Vinamilk và xu hướng của BWE, điểm mua cũng như là điểm mua cho BWE và xu hướng Vinamilk là có nên bán ra hay là nắm giữ. Đối với BLUE thì mình đã khẳng định là nó đang một chu kỳ tăng giá rất mạnh mẽ, nó xuất phát từ 2020 cho đến bây giờ vẫn chưa dừng. Và đối với nhóm ngành mà tiện ích đó, tiện ích thì bản chất là nó không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Trong một giai đoạn mà nền kinh tế đang sụt giảm xuống, tất cả mọi thứ trở nên xấu đi thì những thằng mà hoạt động bình thường nó là đơn giản, nó là tốt rồi. Và về kiểm tra về kế hoạch doanh của BLUE thì trong quý 2 vẫn tăng trưởng khoảng đâu đó 50% lợi nhuận. Và đến trong quý 3 thì mình chưa có số nên mình chưa biết, nhưng mà nhìn vào cái dữ liệu giá đang tăng trưởng như vậy, giá đang tăng như vậy trong dài hạn thì mọi người thấy là mình nghĩ là cái kết quả nó cũng sẽ không tệ đâu, ở mức lạc quan và duy trì xuống giá tăng. Vậy thì vấn đề đặt ra của mọi người là giao dịch nó như thế nào? Khi mà giao dịch đối với cổ phiếu mà tăng như vậy thì các bạn cần phải có một số cái gọi là
biết cách mua và bán, mua và bán theo xu hướng thì các bạn sẽ dễ kiếm tiền hơn. Còn nếu không thì hoàn toàn các bạn thể mua, còn là một kỹ thuật mua theo xu hướng là mua khi hình thành xu hướng và bán kết thúc xu hướng. Thì đây đối với trạng thái của BMW thì sóng nó không mạnh nên hoàn toàn có thể mọi người là mua ở những vùng hỗ trợ và nắm giữ nó trong dài hạn là được. Còn về lướt cổ phiếu này thì hơi khó. Hiện tại thì không có điểm mua, tại vì đơn giản các bạn chỉ cần vẽ một cái trạng cái cân giá như vậy thì các bạn thấy là động lực để cổ phiếu thoát khỏi cân giá bên trên nó sẽ hơi thấp, nên chờ chờ kiên nhẫn để giá quay lại vùng hỗ trợ thì mọi người mua nó sẽ hợp lý hơn. BLUE xong rồi đến cổ phiếu gì nữa Nguyên nhỉ? Vinamilk anh ạ. Vinamilk. Vinamilk thì các bạn phải nắm giữ nó trong một thời gian lâu. Vinamilk thì đang trong giai đoạn điều chỉnh sau khi vượt giai đoạn tích lũy thì giá bật lên và đang trong giai đoạn điều chỉnh. Và quá trình điều chỉnh này sẽ tốn thời gian đó. Đây là một nó test lại cái đáy thứ hai của nó. Đáy đây thì các bạn có thể chờ xem xét ngày mai giá có thể bật lên khỏi vùng hỗ trợ này không. Nếu không bật vùng hỗ trợ này thì các bạn có thể là bán ra. Còn nếu giá bật lên thì các bạn có thể là chờ cái vùng vượt qua 90, 91, 91 để xác nhận là giá sẽ hình thành một xung tăng. Thì lúc trước thì mình có chia sẻ cổ phiếu Vinamilk này. Thì mình có kỳ vọng, thực ra kỳ vọng của Vinamilk sẽ đến từ việc cổ phiếu MCM, xứ Mộc Châu hơn. Và xứ Mộc Châu thì đang trong chu kỳ tăng giá trở lại. Đó thì mọi người nếu mà giao dịch Vinamilk thì cũng phải ngó một cổ phiếu nữa là xứ Mộc Châu để có một cái liên tưởng nó rõ ràng hơn. Vâng, tiếp theo là có một câu hỏi về chiều mua mới của cổ phiếu IPA ạ. Thì anh Văn có thể đưa ra nhận định không ạ? IPA là công ty mẹ của VND thì IPA nó có khá nhiều cái tài sản rất hấp dẫn. Khá nhiều tài sản rất hấp dẫn và trong giai đoạn vừa qua thì mình có thấy là cổ phiếu này hình thành xu hướng từ vùng 59 như vậy. Đúng rồi, 58 59. Đúng rồi, 58 59 còn đây. Thì đến bây giờ là giá vùng 73 thì hoàn toàn là mình nếu các bạn là người follow theo xu hướng thì các bạn cứ xác định những cái vùng mua để follow theo xu hướng này. Đây là một cơ hội giao dịch rất rõ ràng của việc cổ phiếu theo xu hướng tăng. Các bạn thấy là một xu hướng tăng rất rõ ràng trong dài hạn và vừa qua thì có một nhịp điều chỉnh tương đối rõ ràng trong tháng 9 để hình thành đà tăng giá và đúng từ nhịp đó đến bây giờ là tăng từ vùng 59-60 đến bây giờ là 74 thì tính ở đâu đó khoảng là 20% rồi và cái xu hướng này vẫn đang tiếp diễn thì mọi người hoàn toàn phải follow cái xu hướng này để mọi người đầu cơ giá kiếm được lợi nhuận. Còn đối với về định giá của IPA thì hiện tại là mình chưa có kiểm tra về thông tin cơ bản nhiều nên mình không có thông tin về định giá của doanh nghiệp này được. Nhưng ít ra là cổ phiếu này theo mình biết thì đang sở hữu khá nhiều cổ phiếu VND và dẫn đến là đà của VND vẫn tiếp diễn thì IPA sẽ còn hấp dẫn. Và một thông tin là trong quý 3 vừa rồi thì VND đã tăng thị phần lên và chiếm giữ top 3 thị phần giao dịch thô xe thì đó là một tin tích cực thì nó cũng có ảnh hưởng đến những cổ đông mà đang nắm giữ cổ phiếu Vindi thì trong đó có IPA thì xin chia sẻ như thế. Vâng, nhà đầu tư Quốc Thanh ạ, có câu hỏi về nhận định cho các cổ phiếu nhà Đà Nẵng và GEX ạ. Nhà Đà Nẵng thực ra là cái kênh giá của nó có xu hướng. Nó có xu hướng nhưng mà nó không phải là một xu hướng mạnh. Nó có xu hướng nhưng không phải là xu hướng mạnh. Và các trạng thái kênh giá của nó nếu mọi người để ý là nó có những cái gọi là cái biên độ dao động từng từng cái trading range một. Ví dụ đây là một cái hộp. Lên đây sẽ là một cái hộp nữa. Bên này sẽ một cái hộp nữa và nó cứ hộp chồng hộp như vậy. Rồi một yếu tố nữa mà có thể là để ý là nếu mà check về cơ bản của doanh nghiệp á, thì doanh nghiệp đúng rất tốt là hoạt động kinh doanh tạo ra kết quả rất là hấp dẫn nhưng cái triển vọng tiếp theo thường cái doanh nghiệp bất động sản sẽ là phải gối đầu phát triển cái dự án đất thì đối với doanh nghiệp NDN thì cái dự án đó các thông tin về dự án đất hoặc là theo đánh giá của những tổ chuyên môn đó, thì họ chia sẻ lại với mình thì là cái bất lợi của NDN là các dự án gối đầu tiếp theo đang thấp so với tiềm năng nên là dẫn đến là cái
mức độ mà hấp dẫn nhà đầu tư trong dài hạn của NDN hiện tại đang là không cao, không cao, nên là mọi người phải thận trọng trường hợp đó khi giao dịch cổ phiếu NDN. Còn đối với trạng thái ngắn hạn của NDN thì mình nghĩ là cái này chỉ là swing giao dịch biên độ thôi, giờ theo biên độ, và cổ phiếu đến giờ vẫn giao dịch theo biên độ thì đối vùng giá này thì không hấp dẫn nữa, không hấp dẫn cho các bạn giao dịch theo biên độ. Rồi còn đối với cổ phiếu GETS thì mình chỉ xin phép là mình đội theo xu hướng thôi nhé. Chứ GETS thì mình không có tìm hiểu nhiều về holding của GETS, và đối với trạng thái của GETS thì đang là cái giai tăng giá trong dài hạn. Ở trong ngắn hạn đó, thì giá hoàn toàn là các bạn sẽ thấy là khi mình vẽ như vậy này. Đây là một cân giá của GETS và một cân giá ở trên nữa, thì các bạn thấy là đây là giá đang bật lên từ vùng hỗ trợ, thì mọi người cứ follow cái cân giá này để mọi người có thể giao dịch theo biên độ của cái GETS. Tại vì GETS không phải là một cổ phiếu có xuống tăng giá mạnh. Và một điều yếu tố nữa mà cần phải lưu ý là cái mức độ biến động của GETS thực sự là không ấn tượng, không ấn tượng mà thuộc nhóm là biến động yếu trên thị trường. Nên mọi người được, nếu mà ai mà giao dịch đầu cơ cổ phiếu GETS thì thực sự là nên đi tìm kiếm những cơ hội khác, nó sẽ dễ dàng hơn. Còn đối với những ai mà thực sự hiểu cái phong cách giao dịch này thì các bạn mới kiếm được lợi nhuận từ cổ phiếu GETS thôi. Tóm lại đây là một xu hướng tăng nhưng mà tăng mức độ trung bình yếu và nó có biên độ dao động như vậy. Dạ vâng, em xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Văn về phân tích về cổ phiếu GEX và cổ phiếu Nhà Đà Nẵng ạ. Các anh chị có câu hỏi thì mình có thể đánh vào phần chat ở đây và chuyên gia sẽ giúp các anh chị giải đáp các câu hỏi của mình ạ. Ví dụ hôm nay thì nó có một số cổ phiếu mà tăng giá lên. Ví dụ mình sẽ chia sẻ với mọi người khi mình chạy hệ thống này. Ví dụ ở đây có như là ACV nè. ACV ngành liên quan đến ngành hàng không nè. ACV đang hồi phục nè. Tại vì ACV có hai cái lợi thế, là lợi thế từ việc là sẽ là chủ đầu tư của dự án sân bay Long Thành, cộng với lại sự hồi phục của nhóm ngành liên quan đến ngành hàng không trong giai đoạn sau Covid, thì đúng là ngành hàng không là ngành bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt Covid diễn ra, và Việt Nam đã chấp nhận thay đổi chiến lược là Zero Covid thành việc là sống chung với Covid rồi, nên chắc chắn ngành hàng không và cái việc đi lại từ các chuyến bay nó sẽ được khơi thông trở lại, và giúp cho ngành hàng không nói chung và ACV nói riêng sẽ là qua cái giai đoạn khó khăn. Và ACV có thêm một thông tin tích cực riêng nữa là sẽ bắt đầu là đầu tư cho dự án sân bay Long Thành, thì cái này nó sẽ là nguồn thúc đẩy cho cái đà tăng giá trong trung hạn của ACV sẽ hình thành, nên mọi người có thể lưu tâm cái ACV. Dạ vâng ạ. Nhà đầu tư cũng tiếp tục cái chủ đề bất động sản ạ. Thì em thấy ở đây có hai nhà đầu tư là muốn có câu hỏi về một số cổ phiếu bất động sản như là chiều nắm giữ của Vinhomes hay là IJC ạ. IJC hả? Vinhome. Vinhome thì thực ra là mọi người thấy ở đây nè. Vinhome thì đây là một cản, đây là một cản, và đây đang là tiến đến vùng cản của nó tiếp theo là vùng 81. Vùng 81 thì hoàn toàn là vùng này là có thể quan sát. Nhưng mà họ là trạng thái xấu nhất của Vinhome nó qua chưa? Nó qua rồi. Trạng thái xấu nhất của Vinhome nó qua rồi là vùng dưới đây. Thì trạng thái mà giảm á, là các bạn vẽ đơn giản các bạn vẽ như vậy. Đây là giảm giá mạnh nhất của Vinhome qua rồi. Thì trạng thái này có thể là trạng thái là swing theo biên độ, thì các bạn chờ cái đỉnh này hình thành đến đâu thì các bạn biết được là ở biên độ nó vừa. Khi mà swing theo biên độ thì nó sẽ chờ một cái kịch bản là nó tích lũy đủ lâu để nó thành một cái đà tăng tiếp theo. Thì đây là cái giai đoạn hấp dẫn trong việc là đầu tư dài hạn của Vinhome. Tại vì khi nó hết đà giảm rồi thì nó đi ngang và tăng lên thôi. Động lực nó đến từ đâu? Động lực nó đến từ nó sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong 2021 và 2022 và trở thành một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Việt Nam đang định giá rất là rẻ. Và hệ số tài chính của Vinhome thì ở trong các buổi tọa đàm đầu tư của bên trung tâm tư vấn đầu tư thì có chia sẻ rồi, và được đánh giá là Vinhome trong doanh nghiệp là có hệ số đánh giá cực kỳ cao trên thị trường, cực kỳ cao trên thị trường và trong nhóm bất động sản luôn, nên cho nên là đây là một cơ hội đầu tư tuyệt vời. Rồi đối với cổ phiếu tiếp theo là
Vinhome rồi cổ phiếu gì nữa nhỉ? EIC hả? ICC ạ. Vâng đúng rồi. EIC thực ra chỉ là đầu cơ thôi nha mọi người. Và mình có nói mọi người là đây là cổ phiếu đầu cơ theo biên độ. Và đối với cổ phiếu mà đầu cơ trong kênh sideways này, tốt nhất mọi người đừng nên giao dịch. Mọi người hay đi kiếm những cổ phiếu nó khác, xuống tăng giá rõ ràng hơn. Ví dụ như là SC, ví dụ IDC, ví dụ KBC, rồi GVR các kiểu. Đây là những cổ phiếu nó hình thành xuống tăng giá. Và việc của mọi người là hãy đi theo những cổ phiếu tăng giá như vậy để tối hóa được cái dòng vốn đầu tư của mình. Dạ vâng. Nhà đầu tư cũng có câu hỏi cho anh Vân về phân tích thêm cho cổ phiếu PVS ạ. Nhóm dầu khí thì đây là vùng cản nè. Mình có vẽ sẵn trong những buổi livestream trước thì đang chạm cản về điều chỉnh xuống. BVD cũng như vậy luôn. BVD cũng là chạm cản nè. Cản chéo và điều chỉnh xuống thì nó hoàn toàn phù hợp. Rồi với nhóm khí, ví dụ gas đi. Gas thì các bạn sẽ thấy một vấn đề nè. Cổ phiếu là vừa có một đà tăng giá mạnh xong thì với việc là hạ nhiệt nguồn cung từ Nga cung cấp khí đốt cho châu Âu thì dẫn đến là khí giá đốt thì đang giảm trở lại. Tất nhiên cái là một hiện tượng giảm nhiệt trở lại, nhưng mà về bản chất thì nó sẽ vẫn duy trì đà tăng của nhóm khí đốt. Thì hoàn toàn các bạn có thể chờ một cổ phiếu ga điều chỉnh lại quanh đâu đó rồi nó sẽ hình thành lại một nhịp tăng nữa. Thì về bản chất ấy, các bạn sẽ thấy một yếu tố này là ga đang hình thành chu kỳ giá tăng mới trong dài hạn rồi. Đây là bắt đầu hình thành chu kỳ giá tăng mới trong dài hạn. Và hoàn toàn các bạn có thể follow cái chu kỳ giá tăng mới này để bạn đầu tư thành công được. Đây là mới là điểm khởi đầu thôi. Cái chu kỳ nó có thể tăng giá lên 120, 140 là điều bình thường. Nên việc của mình là cứ follow cái đà tăng này của gas. Dạ vâng. Cùng với cả ngành dầu khí gas thì còn có mã cổ phiếu CNG ạ. Thì anh Văn đánh giá về kỹ thuật của cổ phiếu CNG như thế nào? CNG đang điều chỉnh, đà tăng vừa rồi tăng khá mạnh và nó bị ảnh hưởng bởi việc là trong ngày hôm qua giá khí đốt giảm mạnh nên dẫn đến cổ phiếu cũng bị tâm lý và giảm khá nhiều. Thanh khoản cũng lớn và việc của mình là nên lưu ý cái vùng điều chỉnh nào có thể xảy ra để mình xác định vùng hỗ trợ đó để mình giao dịch theo xu hướng thôi. Cái này đã hình thành xu hướng rồi, tiếp theo là chờ vùng hỗ trợ để mà mua, hình thành đà theo xu hướng thôi. Vâng. Tiếp tục là câu hỏi về cổ phiếu BVH. Với điểm vào của BVH cũng như là khả năng cầm dài hạn thì anh Văn có thể đưa ra đánh giá không ạ? Khi mà nói BVH thì ta phải nói đến việc là nhóm bảo hiểm. Nhóm bảo hiểm thì sẽ liên quan đến quy định an toàn vốn vừa mới ban hành trong thời gian qua. Rồi khi mà đưa ra quy định về an toàn vốn thì nó liên quan đến câu chuyện là các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phải thoái vốn. Sẽ phải thoái vốn hoặc là tăng vốn lên. Thì ở đây sẽ có là trong nhóm bảo hiểm sẽ có những doanh nghiệp đang đà tăng giá mạnh mẽ. Ví dụ như ID, BMI, Bảo Minh, rồi liên quan đến MIG. Hôm nay MIG đang tăng giá đó. Hôm nay MIG tăng giá. Rồi liên quan đến việc là BVI vừa đang được tập đoàn nước ngoài đã mua tỷ trọng cao rồi, BVI. Rồi đến là PIC. Đó, cũng đang thành xu hướng. Xuống có thể không mạnh nhưng là vẫn có hình thành xuống. Thì mình chuyển qua là BVH thì sao? BVH đang bắt đầu hình thành xuống. Đang bắt đầu, nếu mà mình bật một khung tháng thì mình thấy là chưa có gì đâu. Nhưng mà khung ngày thì hình thức là mới bắt đầu thôi. Và cái đà này sẽ không mạnh. Vậy QR BVH chỉ là đầu cơ ngắn hạn. Còn cái việc tiếp theo của BVH là sẽ phải tìm hiểu kỹ thông tin là nó có thoái vốn hay không. Nó có thoái vốn hay không. Rồi cái thoái vốn nó định giá bao nhiêu, như thế nào, chỉ mẫu tiếp theo là sao. Thì cái này hoàn toàn là trạng thái bị động của nhà đầu tư. Nên là mọi người khi giao dịch thì nên quan tâm đến xung lớn hơn. Nếu các bạn quan tâm xung lớn thì các bạn nên follow những cây rõ ràng như BMI hoặc là MIG. Để bạn follow theo xuống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và cái này cũng có thông tin về các vùng giá thoái vốn luôn, nó cũng khá cao. Thì đối với cái này thì cái đà của nó lực cầu đang mạnh hơn cung nên nhìn hình xu hướng tăng, còn BVH thì nó chưa rõ ràng lắm. Đó, anh chia sẻ như thế luôn. Dạ vâng. Do thời lượng chương trình có hạn nên em sẽ phép nhận một câu hỏi cuối cùng, đó là câu hỏi của nhà đầu tư Quốc Thanh nhận định cho ba cổ phiếu ở ba ngành khác nhau. Thứ nhất là SMC ngành thép, thứ hai là Dabaco ngành chăn nuôi và thứ ba là DRC và GVR cho cao su ạ.
Đối với Dabaco thì mình có chia sẻ thật sự là nhóm ngành này á, cái hiệu suất, hiệu quả hoạt động kinh doanh nó không còn tốt như năm 2020 nữa, và đây là cổ phiếu không thích hợp để đầu tư và chu kỳ của ngành cũng là đi xuống, nên dẫn đến là tốt nhất là các bạn đừng nên giao dịch và đầu cơ cổ phiếu này, tại vì cái gọi là bức tranh lớn, xu thế nó không còn, là coi như Dabaco là loại ra. Nếu các bạn đang nắm giữ thì hãy chờ giá để bỏ bán. Rồi đối với trường hợp là SMC thì ngành ngành kim loại, sản xuất kim loại vẫn đang tăng, vẫn tăng giá. Ví dụ các bạn ngó NKG vẫn là chu kỳ tăng giá, các bạn ngó Hợp Phát vẫn tăng giá, thì SMC vẫn đang tăng giá, thì các bạn sẽ xác định đây là một nhóm cổ phiếu vẫn đang có kết quả nhân rất tốt trong quý 3 và xuống giá vẫn đang tăng. Thì việc của bạn là hãy tập trung vào những nhóm ngành như vậy để các bạn tập trung giao dịch, thì đó là giúp cho bạn tối đa hóa lợi nhuận khi đầu cơ, khi giao dịch, dẫn đến là ok, AMC vẫn rất tốt, việc của bạn là follow nó, đầu cơ nó ở các nhịp thích hợp để bạn kiếm được lợi nhuận. Rồi ví dụ như nhóm GVR thì thực ra nó liên quan đến bất động sản công nghiệp nhiều hơn, bất động sản công nghiệp nhiều hơn, và nó đang hồi phục từ vùng hỗ trợ bật lên trong một xuống tăng, trong xuống tăng nó xuất phát từ đây, nó từ đây trong dài hạn. Rồi đối với cổ phiếu như DRC, DRC thì cái trend của nó khá yếu, cái trend của DRC khá yếu. Đây mình sẽ xóa mấy cái này đi. DRC thì cái trend của nó khá yếu khi mà nó đang hình thành cân sideways là chính, hình thành cân sideways là chính, nên dẫn đến là đối với cổ phiếu DRC này á, thì nó không phù hợp lắm trong giai đoạn hiện tại thị trường, tại vì nó không mạnh mẽ, nên đôi khi là mình nghĩ là các bạn nên nên đã nắm giữ thì nên là cơ cấu danh mục và chuyển sang những nhóm hợp thời với thị trường trong giai đoạn hiện tại hơn. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp quý vị có một quyết định đầu tư chính xác. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của VnDirect và hãy bấm nút chuông để nhận những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.